dầu hạt cải Brolio cho một trái tim khỏe, một sức khỏe trọn vẹn. Hiện nay, thức ăn có nhiều thành phần chứa hàm lượng cao chất béo và cholesterol, gây ra nhiều bệnh liên quan đến tim mạch và não bộ, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Thương hiệu dầu hạt cải Brolio, nổi tiếng bán chạy số 1 tại Đức, nay đã có mặt tại Việt Nam. Dầu hạt cải Brolio cao cấp, tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Dầu ăn cho món ăn ngon hoàn hảo, an toàn, lành mạnh. Dầu ăn tốt cho tim mạch và não bộ, phòng chống ung thư. Brolio được tinh chế từ hạt cải dầu, một nguyên liệu an toàn, mang lại nguồn dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên với tỷ lệ giữa omega 6 và omega 3 là 2.1, tương đối lý tưởng, tốt cho sức khỏe tim mạch. Brolio rất giàu axit béo lành mạnh như axit béo đơn không bão hòa MUFA, vitamin E chống lão hóa, đồng thời có chứa rất ít các axit béo không lành mạnh như chất béo bão hòa, nguyên nhân gây tắc nghẽn động mạch và bệnh tim. Brolio là thương hiệu dầu ăn của công ty Brockmann, Cộng hòa Liên bang Đức. Công ty có lịch sử sản xuất dầu ăn từ năm 1845. Dầu hạt cải được chiết xuất từ hạt cải dầu, một loại hạt có khối lượng giao dịch cao nhất trong các cây trồng hạt có dầu. Hạt cải dầu được trồng phổ biến ở châu Âu, đặc biệt là Đức, với sản lượng thu hoạch cao. Hạt cải dầu sau khi thu hoạch sẽ đưa đến phòng thí nghiệm để kiểm định chất lượng. Sau đó đưa vào máy ép tươi để giữ nguyên được hàm lượng các chất dinh dưỡng. Mọi công đoạn tinh chế, loại bỏ tạp chất không mong muốn được thực hiện nghiêm ngặt trên dây chuyền hiện đại. Dầu ăn Brolio được công ty cổ phần kinh doanh đa chức năng Phạm Gia nhập khẩu nguyên chai, tem mác nguyên bản. Sản phẩm đáp ứng tiêu chí chất lượng cao như tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế IFS, HACCP, ISO 9001, 2008 và là sản phẩm chất lượng, an toàn có xác nhận của GMP. Hỗ trợ chế biến món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của cả gia đình, đặc biệt là người cao tuổi. Nhà nhập khẩu, công ty cổ phần kinh doanh đa chức năng Phạm Gia, website brolio.vn, hotline 0986 700 113. Brolio.